Xin chào các bác nhé. Mua xe chở cọc buổi chiều này 8, 9, 10k, 7, 8, 9, 10k. Thối nứt thì bỏ hết ra à. Đây thối đây đây. Đúng rồi. Vâng. Năm nay cũng bị thối nhiều đấy anh nhỉ. Đây từ từ ấy, ấy quả thối ra rất nhiều nhé. Bó thối rất nhiều. Đúng rồi. Đó. Này mà con đi qua mà không có bạc chứ gì. Mua về lại bán chứ, vậy mua về là đâu? Mua về bán ha. Đây. Mua về để ướp muối rồi. Chú ơi xem nào chú ơi. Anh em xem nào. Đây kìa. Dịch xuống tí đi anh, xuống quanh kia. Đây rồi, đó, đó. À, anh này có anh bao nhiêu anh? 10.000. Dạ. 10.000. 10.000 á, căng thế. Ờ, thì cái kia là 22 thì cái này phải 10. Không, quả bé lắm anh ạ, bé lắm. 10, anh xem nào. Cái kia 22 thì cái này phải đây. 10. Quả nó nhiều, nhiều quả kẹ bé lắm. Mã thì đỏ nhưng mà cây như quả nhẹ kẹ nhiều này nhỉ. Dã gọi là hàng kia hàng này 8k. Hàng ở hàng của hàng hoa ra thì nó không thế chứ. Còn nếu mà cái loại không phải hàng hoa ra thì tính thì đây là không. Hàng ở hoa ra đấy. Không nhưng mà nó bé nhiều anh ạ, quả nó nhỏ nhiều. Hàng này ở hoa ra đấy không phải là. Anh ơi, 8.000 nhá. 8.000 ấy cho em vì hạn. Chơi thế nào được sang. Không. Cái loại này nó khoảng 10.000 chứ. Không, quả nó bé anh ạ, 10.000 nó khác hơn rất nhiều. Đây anh bỏ xuống đi, cân luôn cho em đi. Ấy luôn cho anh đi. Quy ơi. Rồi, không phải vỡ đâu. Rồi, hạ xuống cho em luôn đi. Hơn nữa đi. Hả? Cái hàng này nó nhỏ thế thôi anh ạ. Vâng. Có ghi chữ sò nhá. Không cân, không còn cân được. Đây. Hàng cân đây. Đây cái hàng bán buổi chiều đây. Nói chung là xe ở trong này vào rất nhiều các bác nhé. Toàn xe chợ cóc chợ quê thôi. Anh bán được bao nhiêu? Bán ở đây à? Anh bán đây à? À bán được tiền á? Bán bao nhiêu? 9.000. À 9.000 à? Xe đây không biết là có đầy chưa à? Em đang mua đây. Chắc xe đấy chắc vẫn chưa đầy đâu. Dạ. Ở trong này là hơn 10 con mà. Vâng, trên đỉnh đèo hơn 10 con. Vâng. Đấy, xe đấy. Vâng. Tận sang đến bên đấy vẫn có ạ. Ô, chị bán chưa? Đây là hàng siêu thị gì? Hàng này hàng đặt siêu thị rồi. Đấy, quá đẹp luôn. Đẹp mà. 22 à? Quá đỉnh. Sợ quả to như quả trứng nhỉ? Sợ thử mời bác thưởng thức luôn. 25k đấy. Vâng. 25k à? Được. Đã đẩy xe này. Đây còn thêm 3 con nữa này. Đó. Rất nhiều xe. Đây. Quả rất to nhé. Các bạn lên gọi một chút nữa không đủ hàng các bạn. 3 tấn. Chị bán bao nhiêu? Vừa 38.000 á? Bán đây à? Mãi ngoài kia. Ở ngoài kia còn mấy xe nữa à? Ở ngoài cả 3 cái nữa. Chết loanh quanh đây hơn chục cái rồi. Vâng, trong này mười mấy con nữa. Dạ. Được hơn tấn chưa chị?
Vâng. Ờ. Chắc mới được hơn chục soạt như mấy. Toàn mã mấy xốp. Đấy. Cái thầy giáo đương không đi nữa à? Đây. Cái hàng cân buổi chiều đi chợ ở quê các bác nhé. Chứ là không, vì cái hàng ở trên núi bây giờ các bác mới xuống. Hàng thì các bác bà con vẫn đang bẻ, vẫn đang xuống, nhưng mà tóm lại nhiều xe mua nên là cũng gọi là cũng không đủ hàng này. Nhưng mà giá thì dễ bán thôi, hàng 7-8-9 cả. Chốt. Giờ lên phía trên để chờ xem còn có sọt nào lên trên này không, đón nốt nhé. Không, thực sự là mua nhiều xe không mua đủ được cái lượng hàng mong muốn các bạn. Mua xe cóc, chợ cóc, chợ quê. Ờ, phía trong này thì nhiều xe mua và hôm nay thì chắc chắn là nhiều xe chở gió về. Bởi vì là ở cái mức độ là thứ nhất là vải rẻ thì các xe cóc thì sẽ ăn mạnh. Ví dụ xe vải mà chợ cóc, chợ quê mà nó rơi vào 25-30.000 một cân thì rất ít người đi buôn. Nhưng mà vải có như này thì cả xe đi đôi 3 tấn thì có đôi 30 triệu tiền hàng. Đấy, kiểu như thế nên là ai cũng đi. Xe nhỏ cũng đi, xe to cũng đi các bác ạ. Tầm này thì giờ đang là 6:30 bở dậy, 7 giờ kém rồi. Bà con cũng từ trên đồi về đây. Ui, có xe khủng quá. Vẫn đang chờ từ ngõ này xuống các bác. Thì cái vải đi chợ cóc, chợ quê bây giờ là gọi là dễ, bà con thì dễ bán. Giá thì nó chỉ như vậy thôi. À. Đó. 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 Chốt 8k cho anh, nhiều hàng à. Có anh bẻ một mình hay mấy người mình mà được khá phết đấy. À vâng. 8k. 2 bao nữa à? Vâng. Ok. Rồi chào em Khiêng nhé. Đóng buổi đêm, bán buổi đêm. Xong hết à? Hết năm nữa. Em vẫn lên xem còn bắt được sọt nào nữa không các bác. Bắt gọi thêm từng sọt nữa. Thì tầm này thì cũng đã tối các bác nhé. Bà con cũng về nhà. Thứ nhất là sáng thì bẻ vải đẹp thì bán giá cao, giá hàng loại 1. Còn thì chiều thì đương nhiên rồi, là bẻ những hàng xấu, những quả loại để đi chợ, hàng chợ đây. Thế thì những quả mà giá nó gọi là quá nhỏ nhỏ thì đương nhiên là bà con cũng phải bẻ sớm về ăn cơm ngủ nghỉ xong để sáng mai lại dậy rất là sớm để bẻ vải. Nên khả năng tầm này thì bà con cũng xuống chợ vải cũng xuống nhiều nhé. Nhưng ở phía bên kia, bên phía làng muối, ở phía bên này các bác này, những cái đồi phía bên này đó, những cái đồi bên kia thì bà con sẽ bán về muộn hơn. Có lần em sang đấy thì toàn phải xoay đèn đi bán. Vải thì chở từ những cái đồi kia xuống này các bác này, trên đỉnh cái núi Bục Mai Sơn này, vòng qua bên kia này. Vải của bà con rất là nhiều, diện tích rất là nhiều, là xe thoải mái mua, xe chợ, rồi thì các loại hàng, các loại giá. Đấy, còn xe như các xe đi chợ cóc, chợ quê thì giá nó chỉ tầm này các bác ạ. Còn phía trong kia các bác nhé, nếu hôm nào mà em không mua thì em sẽ quay cho các bác là phía trong, dịch ở phía trong này này. Đó, đây, phía bên này này. Mười mấy con xe dừng để mua, để bà con chở từ những cái đồi kia xuống. Đó, nhiều lắm, mấy chục con xe. Đấy.
Đây sọt các bác cái vừa xuống em đoán phải trên này và dưới gọi không làm gọi thêm, nhưng mà anh đang đòi 10.000. Trời thì cũng đang tươi tối rồi. Buổi chiều anh bán 3 xe, 3 thồ này rồi. Nói chung là bà con cũng tích cực bẻ, bởi vì vải bây giờ nếu không nó cũng sẽ thối và rụng nhiều các bác nhé. Vẫn còn đang ngóng. Để xem còn sọt nào các bác lên đèn rồi. Bây giờ đóng tối. Những xe tiếp tục đóng tiếp này. Đấy, cũng đã đầy xe đây. Đó. Đây là đấy, những xe đấy ạ, cũng đang chở đi. Vẫn còn cấp tập lắm. Toàn hàng đẹp, hàng đỉnh ấy. Hàng đỉnh quá em nhỉ. Còn xuống trên núi xuống nữa không hay bằng này nữa? Còn nữa à? Rồi. Hơn tấn à? Toàn hàng đỉnh nhé. Quá tuyệt vời luôn. Toàn hàng xịn các bạn nhé. Đấy, hàng này thì không phải nói, hàng siêu thị số 1 rồi. Thế làm gì chắc còn phải xuống nữa nhỉ, khá. Đây, còn như cái hàng xe cóc mà em cân thì khả năng tầm này là hết vải rồi các bạn. Bà con đã xuống núi hết rồi. Ôi nhiều quả nhặt ấy quá. Nhiều quả tối không nhặt kịp này. Bảy ba thì bây giờ còn 72 trừ một cân xốp. 73 nguyên xốp luôn à? Và tự trừ sau à? Thôi cũng xin phép chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở clip sau nhé. Thôi để đang bỏ cái này lên đây. Cho đi lên phía trên đi, cho lên sàn. Cái đèn nó hơi yếu pin. Chào các bác. Chúc các buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại các bác ở clip sau. Em đóng nút vải.